ngày 12 tháng 8 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lam Hồng, gọi tắt là công ty Lam Hồng, đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên diện tích 5 hectare tại địa bàn xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, đã tiến hành nổ mìn khai thác đá thuộc khu vực thác 3 tầng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích hoa màu và nhà ở của người dân đang sinh sống sản xuất xung quanh khu vực. Điều đáng nói, đây là lần thứ 3 liên tiếp trong năm 2015, công ty Lam Hồng tiến hành nổ mìn khai thác đá, nhưng không có bất kỳ thông báo nào cho người dân trong khu vực. Không chỉ vậy, khoảng cách ranh mỏ đánh điện đa dân hay chỉ cách chỗ gần nhất là 650m. Trước những thiệt hại từ việc nổ mìn của công ty Lam Hồng, 122 hộ dân thuộc địa phận xã Tân Thành, huyện Đức Trọng và xã Tân Văn, huyện Lâm Hà đã bức xúc lên tiếng. Hai lần đầu, bà con chúng tôi không có gì phản ánh hết. Đặc biệt lần thứ ba, thì cái tiếng nổ, phải nói là cái cường độ tiếng nổ rất lớn. Tình trạng như này, dân chúng rất bức xúc, nhà cửa như rất là khó khăn làm một căn nhà như vậy. Lên là đất nẻ lung tung, kiến vỡ hết, cứ như cái quả mìn nó nổ ra nó là quá nặng. Sau khi nổ quá lớn mà nhà cửa đều bị nước hết, mà khi mưa gió là nước nó ào vào nhà, cho nên dân chúng tôi rất bức xúc. Có những nhà gần như là biệt thự người ta xây cả tỷ, mà nứt hết mê rồi tường chóp các thứ là bị nứt hết, rồi hồ nước để chứa cà phê chứa nước để phục vụ tưới tiêu cho cà phê là cũng bị nứt, nước bây giờ tụt xuống có khả năng là không sử dụng được. Rồi nhà cấp 3, cấp 4 nói chung bị hư hại rất nhiều, hoa màu cũng bị hư hại. Trước những bức xúc do hậu quả từ việc nổ mìn khai thác đá của công ty Lam Hồng gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân, chính quyền cấp xã đã có những biện pháp nhằm xoa dịu dư luận và đảm bảo trật tự xã hội tại địa phương. Nhưng hậu quả của sự việc đã vượt tầm giải quyết của chính quyền sở tại, nên chưa đi đến thống nhất được phương án khắc phục giữa người dân và doanh nghiệp. Trước mắt thì chúng ta sẽ đợi cơ quan chức năng để giải quyết, chứ còn không có vì cái lợi dụng mà cái việc nổ mìn mà để tránh cái tình trạng mất an ninh trật tự trong địa bàn về cái việc khai thác công ty. Còn cái về thứ hai, về đối với cơ quan chức năng, với đối với cơ quan cấp trên, với cấp huyện và các sở ban ngành thì sáng có đã báo cáo và đề nghị huyện cũng như là các đơn vị liên quan để cố gắng tạo điều kiện để giải quyết dứt điểm để cho các hộ dân để ổn định đi vào sản xuất cũng như là ổn định trong cuộc sống. Về phía công ty Lam Hồng, đơn vị nêu rõ quan điểm sẵn sàng xử lý hậu quả từ việc nổ mìn khai thác đá gây ra cho các hộ dân tại địa phương. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả phải được xác minh, thẩm định rõ ràng chính xác. Việc này cũng vượt quá tầm tay của doanh nghiệp. Quan điểm của bên em thì từ trước, từ lúc xảy ra sự cố đến bây giờ là bên em vẫn quan điểm đó là những cái gì mà thiệt hại, tổn thất thực sự do việc nổ mìn của bên em gây ra thì bên em sẽ có trách nhiệm bồi thường. Vấn đề bồi thường ở đây là một mức độ, tức là thiệt hại đến đâu bồi thường đến đó, chứ không phải là người bị thiệt hại yêu cầu thế nào thì bên em bồi thường như vậy được. Đó. Cho nên là bây giờ là sau khi thương lượng không được thì bây giờ bên em đã nhờ cơ quan chức năng rồi. Cụ thể là nhờ Sở Công Thương xác định phạm vi ảnh hưởng, nhờ Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà lập đoàn công tác để xác định cái mức độ ảnh hưởng ở bên huyện Lâm Hà, nhờ Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng lập đoàn công tác để xác định phạm vi ảnh hưởng của mức độ ảnh hưởng của bên huyện Đức Trọng. Thì bây giờ là các cơ quan chức năng cũng đã vào bắt đầu bắt tay vào làm việc rồi. Thì bây giờ cơ quan chức năng kết quả như thế nào thì bên em sẽ làm theo cái kết quả của cơ quan chức năng. Trước những nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp, các cấp ngành liên quan và chính quyền hai huyện Đức Trọng và Lâm Hà cũng đã có những động thái can thiệp tích cực. Đó là thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, xác định, tính toán mức độ hư hại công trình kiến trúc của một số hộ dân xung quanh mỏ đá Tân Thành để khắc phục hậu quả do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lam Hồng nổ mìn khai thác đá. Vừa qua cũng đã thành lập một cái đoàn kiểm tra liên ngành
trong đó là có mời đại diện của Sở Công Thương và Phòng Kinh tế Hạ tầng sẽ làm trưởng cái đoàn kiểm tra liên ngành này. Sau khi cái đoàn kiểm tra liên ngành này được hình thành thì chúng tôi cũng đã giao cho cái đoàn kiểm tra này xây dựng cái kế hoạch để triển khai mà tổ chức thực hiện cái vấn đề mà kiểm đếm là những vấn đề mà thiệt hại của đối với doanh nghiệp cũng như là của người dân. Sau khi mà đã có cái kiểm đếm và cái kiểm tra này thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp và cũng sẽ làm việc với doanh nghiệp để tạo cái sự mà làm việc cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có một cái phần trách nhiệm để mà bồi thường hay là hỗ trợ để tránh tình trạng thiệt hại cho người dân. Cũng trên cơ sở mà cái đoàn kiểm tra liên ngành này thì cũng làm để làm sao để mà nó vừa đáp ứng được cái lợi ích chính đáng của doanh nghiệp cũng như là đảm bảo những cái quyền lợi của người dân. Và nó mới làm sao để mà chúng ta để sớm để một cái ổn định của cuộc sống của người dân ở địa phương của khu vực này. Hiện nay tổ công tác của huyện cũng đã và đang hoàn thiện cái phương án đền bù hỗ trợ cho dân. Quan điểm của huyện ấy là thiệt hại của người dân đến đâu thì phải hỗ trợ đền bù cho dân đến đó. Và chúng tôi cũng đã làm việc với doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng thống nhất cái chủ trương này trước mắt, và doanh nghiệp đã thực hiện đó là cái hỗ trợ cái thiệt hại về hoa màu bình quân một sào từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi, và doanh nghiệp đã thực hiện hỗ trợ xong. Hiện nay liên quan đến nhà cửa thì tổ công tác cũng đã xác minh hết sức cụ thể đến tận từng nhà kiểm tra. Quan điểm chung của huyện là phải xử lý dứt điểm vụ việc và bảo đảm quyền lợi cho người dân, đồng thời cũng tránh hạn chế những cái việc mà hỗ trợ không đúng, đền bù không đúng để tránh cái thiệt hại cho doanh nghiệp. Tiến trình giải quyết hậu quả từ việc nổ mìn khai thác đá của công ty Lâm Hồng đang từng bước được giải quyết từ nguyện vọng chính đáng của người dân. Thái độ tích cực của doanh nghiệp, sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các cấp và ban ngành liên quan. Vấn đề còn lại là thời gian, tiến độ và phương án khắc phục hậu quả như thế nào cho hợp tình, hợp lý. Bà con chúng tôi nhờ chính quyền các cấp cũng như là các cơ quan chức năng phối hợp để có biện pháp với công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Hồng để cho công ty Lâm Hồng có trách nhiệm trong cái việc làm sai trái của mình. Thì bây giờ nói chung bây giờ là tôi không biết là đền bù là như thế nào. Thì bây giờ là chỉ có cơ quan chức năng thì mới biết thôi mức độ thiệt hại như thế nào thì giải quyết cho chúng tôi. Bây giờ không lẽ bây giờ cái nhà như vậy rồi bây giờ đền bù là chỉ qua loa thôi thì nó cũng là thiệt qua cho gia đình chúng tôi, là làm thế nào để cho nó thỏa đáng vậy thôi. Nguyện vọng của người dân bây giờ là yêu cầu công ty Lâm Hồng về trực tiếp nhà dân, nhà nào bị thiệt hại ít thì đền ít, nhà nào bị thiệt hại thì phải đền nhiều. Đó là nguyện vọng của nhân dân và sớm giải quyết cho nhân dân. Trong khi tiếng nói đồng thuận đang được đi tìm, thì 122 hộ dân thuộc xã Tân Thành, huyện Đức Trọng và xã Tân Văn, huyện Lâm Hà vẫn đang bất an trong đời sống sinh hoạt. Doanh nghiệp đang đình trệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn dòng thác Ba Tầng, danh thắng từng là niềm kiêu hãnh của bao thế hệ con người bên dòng đa dân, vẫn phải đang đứng trước nguy cơ bất tử.